TVB xin được trân trọng giới thiệu bộ phim livestream dài tập ra mắt tại Việt Nam, bộ phim Thần Điêu Đại Biệp. Sài Gòn Phim dịch và lồng tiếng fan phim chửi nhau loạn xạ phạt 1.000 tỷ, phát hành bộ phim Lót Dép Hóng. Dũng Lò Voi trong vai Dương Quá, Nguyễn Phương Hằng trong vai Tiểu Long Nữ, Võ Hoàng Yên trong vai Tây Độc Âu Dương Phong, Hoài Linh trong vai Lý Mặc Sầu, Trấn Thành trong vai Quách Tĩnh, Đàm Vĩnh Hưng trong vai Hoàng Dược Sư, Hồng Dân trong vai Độc Cô Cầu Bại, Di Oanh trong vai Công Tôn Lục Ngạn, Di Mơ Nguyễn trong vai Thái Giám và một số diễn viên khác đang còn núp lùm chưa bị réo tên. Hello, xin chào quý vị. Hợp lại, mặc dù nghệ sĩ Hoài Linh đã lên tiếng là đính chính là cái số tiền từ thiện nó đi đâu về đâu, nó đi đâu về đâu, nhưng mà cộng đồng mạng vẫn không buông tha cho nghệ sĩ Hoài Linh các bạn. Nếu không có bà Hằng thì anh đã ỉm luôn 13 tỷ cứu trợ. Nghe đồn tức là đã có rồi người ta mới đồn, hiểu không? Chứ đâu có ai mà dư thừa, chả ai biết tôi là ai lại đồn làm gì. Coi bộ lần này là cộng đồng mạng quyết định là sẽ dìm chết cái ông Hoài Linh này. Các bạn biết không? Thì có nhiều người họ nói cái ông Hoài Linh này ông không chết tại vì khán giả, mà ông chết tại vì những cái người đàn em của ổng, đúng không? Đó chính là Trấn Thành và Đàm Vĩnh Hưng các bạn. Em á là một cái đứa không bao giờ tạo điều kiện để cho tất cả mọi người phải soi nói nhiều về em và tốn giấy mực và tốn thời gian để ngồi gõ bàn phím nhiều mà cho em. Là tại vì khi tất cả mọi cái lên em đều không nói điều gì cả. Không bao giờ em lên tiếng phản bác cái gì, hay là không bao giờ em lên tiếng em trả đũa cái gì. Bởi vì truyền thông mà báo chí là nằm trong tay họ. Thì cộng đồng mạng á, họ cứ moi móc ra những cái video clip họ chỉ trích về ông Hoài Linh. Có nghĩa là những cái video clip mà hồi xưa tới giờ đó, là những cái video clip nào mà ông Hoài Linh ổng nói đó, thì họ moi móc ra thì họ thấy là đúng. Có nghĩa là những cái video clip hồi xưa ông Hoài Linh ổng đã nói đó, thì bây giờ nó là đúng sự thật. Linh chưa bao giờ nói câu này, nhưng bây giờ Linh tâm sự thiệt. Linh cần tiền. Linh cần tiền để thực hiện tâm nguyện của mình. Linh biết sức khỏe của mình như thế nào chứ. Nhưng khi đã là tâm nguyện, em sẵn sàng bán mạng của em để em thực hiện tâm nguyện đó. Đó, thì có những video clip ông Bình Linh ông nói là ông cần tiền. Thì bây giờ là đúng sự thật các bạn. Giống như là mặc dù cái video clip đó là nói cho vui thôi, nhưng mà bây giờ cộng đồng mạng quyết định là phải đào mộ lên các bạn. Ok, đào mộ cuộc tình mà. Nhưng mà bữa hôm nay mình sẽ không nói về ông Hoài Linh nữa, mà mình nói về nghệ sĩ Đàm Vĩnh Hưng, biệt danh là Mr. Đàm các bạn. Thì các bạn biết không, nghệ sĩ Đàm Vĩnh Hưng là một nghệ sĩ rất là thân thiết với lại Hoài Linh. Ok, thì sau khi mà ông Hoài Linh ổng không có thể nào mà tường tận rõ ràng cái số tiền từ thiện, thì nghệ sĩ Trấn Thành mới đăng lên mạng là tôi làm từ thiện nè, thấy không, làm từ thiện là phải rõ ràng. Thì các bạn biết không, lúc này dân mạng nói là hai người này, Trấn Thành và Đàm Vĩnh Hưng đã đâm lén Hoài Linh một nhát các bạn. Thì lúc này nghệ sĩ Hoài Linh ổng rất là khốn đốn mà trời, đàn em của tao nó đang chơi lén sau lưng của tao. Ok, thì các bạn biết không, có rất là nhiều trang báo lá cải, mình gọi là báo lá cải đó, đúng không? Thì những cái trang này bao gồm là kênh 14, kênh 13, kênh 15, kênh 16 đó. Thì những cái kênh này á, là những cái kênh báo lá cải, họ chuyên đăng những cái tin tức về nghệ sĩ, ca sĩ, nói chung là cái gì họ cũng đăng hết chứ các bạn. Thì bữa hôm nay các bạn biết không, nghệ sĩ Đàm Vĩnh Hưng được, mà biệt danh gọi là Mr. Đàm các bạn, Mr. Đàm. Thì các bạn biết rồi, Đàm Vĩnh Hưng được mệnh danh gọi là ông hoàng nhạc pop của Việt Nam. Ok, còn Hoài Linh gọi là bố già của showbiz. Ok, còn Trấn Thành gọi là hoàng tử sơn ca đó. Thì các bạn biết, bữa hôm nay mình sẽ nói về Mr. Đàm. Ok, nói thật sự thì Đàm Vĩnh Hưng là một ca sĩ mình rất là thích các bạn. Tại vì hồi xưa khi mà Đàm Vĩnh Hưng nè, Lý Hải nè, Ấn Quận Phúc nè, nói chung là mấy ca sĩ rất là nổi các bạn. Nhưng mà mình không nói là mình ghét họ, bữa nay mình chỉ chia sẻ về những cái mà mình sưu tập được thôi nhé các bạn nhé. Cho nên mình sẽ đứng ở phía trung lập. Ok, thì bữa hôm nay các bạn biết không, có rất là nhiều báo lá cải là kênh 13, kênh 14, kênh 16, thì họ đăng tin tức về ca sĩ, nghệ sĩ. Ok, nhưng mà những cái báo lá cải này họ đăng là họ nhiều khi họ hơi viết thêm các bạn.
Các em ơi, các em lớn rồi, đi học đã thành tài, đi kiếm sống được rồi. Làm ơn banh cái đầu chó của mình ra đó, nha. Để mà hiểu và làm người lớn một chút xíu. Đừng có cái kiểu như vậy nữa. Tụi em không bao giờ làm được chuyện gì lớn trên cuộc đời này. Ha, không bao giờ thành công được. Còn ở trên á, con nít nó ngu thì cũng còn có người lớn mà dạy. Ở đâu mà cả một chùm một lũ ngu theo như vậy. Đó, tụi bay sống bằng cái kiểu này hả? Hay sao? Đây là cái nồi cơm của tụi bay hay sao? Tụi bay kiếm lộn người để chơi rồi nha. Đàm Vĩnh Hưng không phải là cái loại người để tụi bay chơi cái kiểu đó nha. Còn để cho tao biết được đứa nào mà chính xác á, dám đứng trước mặt tao, tao không đục tao làm con chó nha. Đánh thẳng cái mặt tụi bay luôn. Nói cho biết trước một lần nữa nha. Và Đàm Vĩnh Hưng sẽ chính thức làm việc với thanh tra cục báo chí, thanh tra bộ văn hóa thông tin, để đưa tất cả những cái thứ này ra ánh sáng, để cho nghệ sĩ lâu nay phải chịu áp bức rất là nhiều, chịu tụi bay muốn nói gì nói đó, muốn viết cái gì thì viết, muốn đè bẹp thì sao đè bẹp đó. Tụi bay nghĩ tụi bay có truyền thông tai to miệng lớn, tụi bay ăn hiếp nghệ sĩ. Cho nên bữa hôm nay người ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng rất là bức xúc về cái kênh 14 này. Ok, tại kênh 14 này nên viết nhiều hơn kênh khác, cho nên cái ông Đàm Vĩnh Hưng này, ông quyết định là ông sẽ kiện cái kênh 14 này. Thì các bạn biết không, thì khi mà các bạn coi cái video mà nghệ sĩ Đàm Vĩnh Hưng bực bội chửi, giống như là nghệ sĩ Đàm Vĩnh Hưng chửi là tại sao những cái người mà coi kênh của cái kênh 14 đó, họ không hiểu là cái kênh 14 này đang viết xạo sao. Các bạn biết không, nghệ sĩ mà đã nói là nghệ sĩ, dù sao thì các bạn biết không, đã gọi là nghệ sĩ thì dĩ nhiên là họ phải có một cái gì đó thanh cao bạn. Ok, nhưng mà tại sao những cái người mà họ coi á, họ lại không hiểu ra được? À, các bạn biết không, có nghĩa là khi mà tôi đã được cái này gọi là nghệ sĩ rồi, là tôi làm cái gì cũng phải đúng hết trơn á, các bạn hiểu không? Thì bây giờ ông Đàm Vĩnh Hưng ổng mới rất là bực bội cái kênh 14 này là chuyên nói xấu ổng à. Ok, thì ổng nói là bây giờ tôi là nghệ sĩ mà nói xấu tôi hoài, tôi là nghệ sĩ, tôi cũng là con người vậy. Ok, nhưng mà có nhiều bạn sẽ không hiểu là tại sao ông Đàm Vĩnh Hưng ổng rất là bực bội về cái kênh 14 này các bạn. Thì mình sẽ dừng một phút để mình giải thích cho các bạn nghe. Ok, thì các bạn biết không, cách đây mấy trăm năm về trước, khi mà con người chưa có tivi và chưa có Facebook đó, thì mình đọc báo là mình phải đi ra chợ mình mua các bạn. Thì các bạn biết hồi đó cuộc sống khó khăn mà thời gian đâu mà đọc báo các bạn, thấy không? Đọc báo là chỉ dành cho những cái người làm chính trị, họ muốn coi thời sự kinh tế thôi. Ok, thì các bạn biết không, khi mà cuộc sống con người họ dần họ cải tiến lên rồi đó, ok, thì có một cái ông này, ổng quyết định là ổng sẽ mở một cái cuốn tạp chí gọi là moi móc người ta, rồi người ta gọi là tạp chí lá cải đó. Thì cái nhiệm vụ của ông này á, ổng sẽ không đăng tin thời sự, ổng sẽ không đăng tin kinh tế, ổng sẽ, nói chung là ổng sẽ không đăng những cái tin thời sự kinh tế, ổng chỉ đăng những cái tin về người mẫu thôi. Thì ổng mới phái một cái đội ngũ, nó tên tiếng Anh gọi là paparazzi đó các bạn, mấy cái người mà đi chụp hình lén đó. Thì cái ông này ổng mới kêu những cái đứa này đi chụp hình những cái người mẫu nổi tiếng để coi người mẫu họ làm cái gì các bạn. Thì cái nhiệm vụ của mấy cái người này á, là họ đi coi người mẫu nổi tiếng nào họ đang làm gì, họ chụp lén, xong rồi họ bán những cái tấm hình đó cho cái công ty này, và công ty này sẽ đăng lên cái trang nhất. Ok, thì vào cái thời buổi hồi xưa đó, khi mà những cái người này họ làm cái nghề này á, thì ai cũng nghĩ là trời ơi, có ai mà mua mấy cái này đâu. Các bạn thử tưởng tượng đi, chẳng hạn như bữa hôm nay các bạn chụp hình, chụp lén hình Đàm Vĩnh Hưng, xong rồi các bạn bán cho một cái nhà báo. Thì hồi xưa người ta nói là trời, tự nhiên chụp hình Đàm Vĩnh Hưng bán cho nhà báo, ai mà mua, rồi chẳng lẽ ai mà coi mấy này, các bạn hiểu không? Nhưng mà hồi đó thật sự thì nó bùng nổ bạn, nó tạo ra một cái cơn bùng nổ, có nghĩa là người, mặc dù người ta đang đói khổ, mặc dù người ta không có tiền mua báo, nhưng mà bữa hôm nay tự nhiên ở trên trang nhất của cái tờ báo này nó đăng hình ca sĩ này ngủ không mặc quần các bạn, thì người ta bỏ tiền ra mua bạn, nó tò mò người ta. Thì từ đó cái ngành gọi là báo lá cải nó ra đời. Thì những cái trang báo lá cải này nó lại bán chạy hơn những cái trang báo kinh tế các bạn. Đọc kinh tế mệt quá. Hồi cái báo kia nó có người mẫu khỏ thân ở trên trang nhất kìa. Đó. Thì từ đó những cái báo lá cải nó ra đời nhiều hơn các bạn. Có nghĩa là cái nhiệm vụ của những cái tờ báo này là nó sẽ đi để mà quay lén đời tư của mấy người nghệ sĩ nổi tiếng, rồi xong rồi nó bán cho những cái tờ báo khác và tờ báo khác nó sẽ đăng lên. Ok, thì dĩ nhiên là những cái tờ báo này nó sẽ bị mấy cái đứa nghệ sĩ kiện các bạn. Chẳng hạn như là các bạn biết ở bên Mỹ nó có những cái nghệ sĩ nổi tiếng, chẳng hạn như là Michael Jackson nè, Madonna nè, nói chung là những cái nghệ sĩ nổi tiếng các bạn hiểu không,
thì mấy thằng này lúc nào nó cũng đi nó chụp hình ca sĩ nổi tiếng để nó bán lại. Và khi mà những cái tờ báo này đăng lên thì ca sĩ này kiện họ. Nhưng mà các bạn biết không, nó thật sự thì họ đã làm như vậy rồi thì họ phải biết là họ có hậu thuẫn ở sau lưng các bạn. Cho nên á, những cái tờ báo này họ sẽ không sợ bị kiện các bạn ha. Ok. Thì bữa hôm nay nghệ sĩ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ổng sẽ kiện cái kênh 14, thì cái kênh 14 cứ viết bài xấu về ổng, giống như là những cái tờ báo lá cải này cứ viết xấu về nghệ sĩ. Ở trên á, các em lớn rồi, đi học đã thành tài, đi kiếm sống được rồi, làm ơn banh cái đầu chó của mình ra đó nha, để mà hiểu và làm người lớn một chút xíu, đừng có cái kiểu như giống như là họ muốn dìm chết nghệ sĩ. Không, nghệ sĩ cũng là con người mà, tại sao mà mấy cái tờ báo lá cải này cứ viết xấu về nghệ sĩ. Ok. Nhưng mà ông làm những hơn, ông lại chửi những cái người đọc báo, chẳng hạn như là tại sao tụi bay đọc báo mà tụi bay không biết cái này là xạo. Các bạn không, giống như mình, ok, giống như mình, ok, mình làm YouTube, các bạn biết không, thì cũng có nhiều người họ nhảy vô họ tấn công mình đó. Thì bây giờ mình phải làm sao bây giờ? Nhưng mà mình đâu phải là nghệ sĩ đâu mà kệ, mình đâu quan tâm cái chuyện đó đâu. Ok. Thì các bạn biết không, tại sao ông Đàm Vĩnh Hưng này ông lại bị người ta nói nhiều như vậy? Thì cách đây mấy tháng gì trước, khi mà bà Nguyễn Phương Hằng bả livestream đó, các bạn biết không? Ok. Thì từ cái vụ mà ông Võ Hoàng Yên á, không, thì mới lộ ra Đàm Vĩnh Hưng. Các bạn biết không, thì Đàm Vĩnh Hưng á, thì mà khi mà các bạn vô cái trang web của Đàm Vĩnh Hưng á, thì lúc nào các bạn có thấy là Đàm Vĩnh Hưng có rất là nhiều tiền, học sòn, kim cương, nói chung là. Nhưng mà khi mà Đàm Vĩnh Hưng đụng tới bà Phương Hằng rồi, thì bà Phương Hằng mới nói là ông Đàm Vĩnh Hưng này mua kim cương trả góp các bạn. Thì lúc này ông Đàm Vĩnh Hưng này ông bị giống như là bị quê các bạn, giống như là tôi là nghệ sĩ không, tôi kim cương đầy mình đó. Nhưng mà té ra thì những cái kim cương này toàn là trả góp thôi các bạn. Ok. Cho nên ông Đàm Vĩnh Hưng là ông bị quê. Tại sao vậy? Tại sao mình biết? Các bạn cũng giống như mình nữa các bạn biết không? Mặc dù mình mang tiếng là Việt Kiều các bạn, không, mình là mang tiếng là Việt Kiều Mỹ, nhưng mà mình phải ở nhà trả góp các bạn. Mình phải ở nhà trả góp đó. Mà mặc dù mình là mang tiếng Việt Kiều Mỹ, nhưng mà mình phải mua điện thoại iPhone trả góp các bạn. Ok. Nhưng mình là Việt Kiều Mỹ các bạn, mình phải mua xe mình trả góp đó, các bạn thấy chưa? Thì mỗi một khi mà mình làm YouTube á, các bạn biết không, có mấy cái người mà họ ghét mình á, họ nhảy vô đây, họ nói trời, mấy cái thằng này ở Mỹ mà mua nhà trả góp, không, cái thằng này ở Mỹ mà mua xe trả góp, không, cái thằng này ở Mỹ mà mua điện thoại trả góp. Các bạn biết không, thì điện thoại trả góp thì cũng là tiền của tao thôi, không, tao không thích trả một lần thì tao trả hai lần. Ok. Nhà trả góp thì cũng là tiền của tao thôi, các bạn hiểu không? Thì nhưng mà mình không phải là nghệ sĩ nổi tiếng, cho nên họ tấn công mình cũng thấy bình thường. Thì đúng rồi, thì tôi không có tiền, tôi trả góp thôi, cái gì đâu, đúng không? Nhưng mà Đàm Vĩnh Hưng ổng là nghệ sĩ nổi tiếng các bạn, ổng là ông hoàng showbiz các bạn. Ok. Thì bây giờ bà Nguyễn Phương Hằng bả khui ra là ổng mua kim cương trả góp đó. Thì các bạn biết không, dĩ nhiên là khi mà người ta khui ra thì dĩ nhiên là người ta sẽ tin bà Nguyễn Phương Hằng nhiều hơn. Tại vì bây giờ các bạn biết không, nước Việt Nam rất là nhỏ. Ok. Những cái số người mà họ mua kim cương mà cỡ bự bự đó, ok, kim cương mà chọi chó nó kêu ắn luôn á, ok, thì rất là ít các bạn. Chỉ có giới nghệ sĩ hay là giới đại gia mới có tiền mua kim cương mà chọi chó nó kêu ắn thôi. Ok. Thì bây giờ cái ông mà bán kim cương cho Đàm Vĩnh Hưng á, thì cũng là cái ông mà bán kim cương cho bà Nguyễn Phương Hằng. Thì ông này nói là chị Hằng biết không, thằng ca sĩ đó nó mua hộp sòn mà nó mua trả góp, chị Hằng là mua là hộp sòn là trả tiền mặt đó. Thì lúc này ông Đàm Vĩnh Hưng ông bị quê các bạn, nói chung là cũng quê, cũng giống như mình là tự nhiên bây giờ mình đang ngồi ở đây mình quay video clip cho các bạn coi, mà có một thằng kia nó nhảy vô nó nói là mày là Việt Kiều Mỹ mà mày ở nhà trả góp nhân lị đó, mình cũng quê với các bạn, nhưng mà hơi cãi đi, không ai biểu mình không có tiền chi đó, thì đó, không, bây giờ cho nên các bạn cũng không thể nào trách nghệ sĩ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được các bạn nhé. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng các bạn nói hoài người ta cũng bực, chẳng hạn như là cái kênh báo, kênh lá cải, kênh 14, kênh 13, kênh 16 gì đó, không, họ cứ tấn công vô nghệ sĩ hoài, họ không cho nghệ sĩ một con đường sống, thì dần dần họ cũng tạo rất là nhiều áp lực. Ok. Cho nên nghệ sĩ dạo này bị bà Nguyễn Phương Hằng quay giống như là trong trống vậy đó các bạn, trong trống vậy đó. Thì các bạn biết không, những cái tờ báo lá cải này á, là giống như là kênh 13, kênh 14 đó, thì những cái tờ báo lá cải này nó có giống như là tác hại gì các bạn. Ok.
Thì bây giờ mình khoan nói về cái vụ thưa kiện đi. Thí dụ như mà ông Đàm Vĩnh Hưng ổng kiện cái kênh 14 đi, là cái kênh 14 này nói xấu ổng, ok? Thì dĩ nhiên là ở trên cái kênh 14 có cái ông chủ kênh 14, thì cái ông này ổng cũng đã nhắm trước là trước sau giờ ổng cũng sẽ bị kiện thôi các bạn, ok? Nhưng mà ổng có người đứng sau lưng các bạn, có nghĩa là kênh 14 sẽ có kênh 13 đứng sau lưng, ok? Nói chung là như vậy, ok? Thì các bạn biết ở Mỹ này cũng vậy các bạn. Ở Mỹ thì các bạn biết rồi, người ca sĩ Mỹ mà, ok? Thì ở Mỹ này cũng có rất là nhiều ca sĩ, chẳng hạn như là ca sĩ nổi tiếng thế giới, cho các bạn biết là ca sĩ Miley Cyrus, ok? Hay là ca sĩ Justin Bieber, các bạn biết ca sĩ Justin Bieber không? Tiếng Việt Nam gọi là Trúc Sinh Bên Bờ đó các bạn. Thì cái anh chàng Justin Bieber này, cái anh chàng Trúc Sinh Bên Bờ này đó, ảnh là một ca sĩ nam, ok? Còn cái cô nàng Miley Cyrus này là cô ca sĩ nữ, ok? Thì hai cái người này gọi là nổi tiếng nhất mà quậy nhất, ok? Thì các bạn biết không, khi cái cô nàng mà Miley Cyrus này á, khi mà cổ còn nhỏ đó thì cổ hát nhạc rất là nhiều người ưa thích các bạn, giống như là mấy đứa nít á, tụi nó có thích, nó giống như là nhóm Mắt Ngọc hay là nhóm Mây Trắng của mình hồi xưa đó. Nhưng mà tự nhiên bây giờ nhỏ này nó qua tuổi 18 rồi, có nghĩa là nó đã đủ tuổi trưởng thành các bạn, nó không có sự quản lý của cha mẹ nữa, thì nó hát nhạc mấy cái nhạc quậy bạn, có cái bản nhạc mà Wrecking Ball đó, thấy không? Đập dở cho banh đi các bạn, thì nó lại tung ra một cái video là không mặc quần áo luôn các bạn. Thì lúc này những cái người mà lớn họ cấm con họ coi nhạc của cô nhỏ này các bạn, tại vì nhỏ này nó quậy quá, nó làm ảnh hưởng tới con mình, ok? Thì lúc này những cái trang báo lá cải họ đưa tin rất là nhiều các bạn, giống như là trời đưa tin quá trời luôn. Thì dĩ nhiên là nó cũng sẽ bị kiện các bạn, nhưng mà các bạn biết không, thì dĩ nhiên là cái ông lớn đứng đằng sau đó, có giống như là con nhỏ này nó kiện cái trang web này, thì dĩ nhiên là cũng có ông lớn đứng đằng sau các bạn, cho nên cái vụ kiện này cũng không thành công, ok? Nhưng mà cái con nhỏ này nó đã bắt đi một cái lượng fan là những cái trẻ em vị thành niên, tại vì trời, nhỏ này mới 18 tuổi mà nó quậy, ca sĩ mà một quậy quá trời, thì những cái phụ huynh họ không cho con của họ coi nhạc của con nhỏ này các bạn, tại vì coi hư con mình sao, ok? Thì đó là về cái cô ca sĩ Miley các bạn, ok? Bây giờ qua tới anh chàng Justin là Trúc Sanh Bên Bờ đó các bạn, ok? Thì cái anh bạn này là ảnh là một ca sĩ rất là nổi tiếng bạn, ok? Và ảnh đã rất là hay bạn, có rất là nhiều fan hâm mộ, nhưng mà cái anh này cũng rất là quậy bạn, không nhậu nhẹt lái xe rồi đụng chết người, nói chung là đủ thứ vậy. Thì ảnh cũng bị tống giam vô tù, trời, ca sĩ mà quậy trời, không? Thì cái anh chàng này ảnh là ca sĩ mà gọi là bị săn lùng nhất, có nghĩa là ảnh đi đâu người ta cũng săn lùng nhất. Thì các bạn biết không, giống như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng á, ổng bực bội về cái trang báo lá cải này, là tại vì tối ngày cứ soi mối đời tư của ổng hoài. Nhưng mà cái anh chàng Justin Bieber này ảnh lại chơi sốc hơn, là cho tụi nó chụp thoải mái luôn, có nghĩa là sáng sớm anh thức dậy ảnh chỉ mặc cái quần xà lỏn thôi các bạn, ca sĩ mà buộc cái mặc quần xà lỏn thôi, thì tụi mà chụp hình lén đó, tụi nó chụp xong tụi nó đăng lên trang nhất, tụi nó vẫn kiếm được tiền, anh chàng này cũng chẳng kiện nữa các bạn, nó tụi bay cứ đăng đi, tụi bay càng đăng tao càng nổi tiếng. Các bạn biết không, có nhiều ca sĩ á họ rất là thích được đăng hình lên trang nhất các bạn, tại vì giống như là quảng cáo miễn phí cho họ vậy đó, ok? Nhưng mà cũng đem lại rất là phiền phức, có nghĩa là mặc dù cái anh bạn Trúc Sinh bay bên bờ này đó, là Justin Bieber này, mặc dù cái anh bạn này không có kiện cái tờ báo lá cải này, nhưng mà những cái người phụ huynh á họ lại kiện cái tờ báo này, là tại cái thằng ca sĩ này nó mặc quần xà lỏn mà tụi bay cũng đăng nữa, tụi bay có thiệt là quá đáng không gì mấy tờ báo lá cải này đó. Thì các bạn biết không, bây giờ hai người này là người nghệ sĩ nổi tiếng, có nghĩa là những cái hành động của họ đều được người ta chú ý, chẳng hạn như là ca sĩ sáng sớm thức dậy mặc có cái quần xà lỏn không chụp để lên trang nhất bán, ok? Hay là đang nửa đêm ca sĩ mặc có cái quần xà lỏn không, các bạn hiểu không? Giống như là, nhưng mà những cái nghệ sĩ này họ không kiện cái báo lá cải này, nhưng mà những cái người phụ huynh này á họ lại kiện cái tờ báo lá cải này, nó là trời ơi mấy cái tờ báo lá cải này dưới đăng tùm lum vậy, mày đăng gì rồi con tao nó bắt chước sao, thì phụ huynh nó lại kiện cái tờ báo lá cải này, ok? Thì các bạn biết không, có rất là nhiều người phụ huynh họ quyết định là đuổi cái anh bạn này ra khỏi nước Mỹ, tại vì các bạn biết không, cái anh bạn Justin Bieber này ảnh là người Canada nhưng mà ảnh lại sống ở bên Mỹ, cho nên mà ảnh rất là quậy các bạn, uống rượu lái xe rồi nói chung là, nhưng mà ảnh rất là thành công trong cái việc ca hát, ok? Thì người ta, những cái người phụ huynh á họ quyết định là họ sẽ yêu cầu là đưa cái anh này về Canada đi, chứ ở Mỹ quậy quá, mẹ Mỹ mày làm cho con tao bắt chước rồi sao, ok?
Thì các bạn thấy không, mặc dù á ở bên Mỹ á thì ca sĩ, nghệ sĩ, nói chung là ở bất cứ nơi đâu đều có những cái trang báo lá cải đưa tin lên. Dĩ nhiên là những cái trang báo lá cải này cũng bị kiện các bạn, nhưng mà họ có người chống lưng các bạn nhé. Ok, thì bữa hôm nay Đàm Vĩnh Hưng cũng bắt đầu kiện những cái trang báo lá cải này. Ok, thì dĩ nhiên là ông cũng đã nói là những cái trang báo lá cải này có người chống lưng. Ok, thì ông chỉ nói là những cái người mà coi, có nghĩa là mình đó, thì tại sao các bạn coi mà các bạn không hiểu vấn đề là cái nào đúng hay là cái nào sai. Thì ngay lập tức những cái video này nó tạo thành một cái hiện tượng gọi là tẩy chay các bạn. Dạo này dân mạng thích tẩy chay các bạn. Ok, dạo này dân mạng thích tẩy chay nghệ sĩ lắm, giống như là một phong trào, giống như là họ phải moi móc ghê. Ok, thì có những video clip đã xưa đã cũ rồi mà họ vẫn moi móc ra được. Ok, họ moi móc ghe để mà diêm chết nghệ sĩ, thì nó thật sự các bạn biết không, họ càng nghệ sĩ nó bị nghệ sĩ bị diêm hàng quá trời luôn. Chẳng hạn giống như là nghệ sĩ Hứa Minh Đạt không, có cái clip cũ đi lên mạng chửi người ta, bây giờ cũng bị moi ra các bạn. Ok, chẳng hạn như là Hồng Vân các bạn, bây giờ là tự nhiên bị moi ra cái clip mà rồi chửi khán giả các bạn. Rồi các bạn có một cái đoạn clip là nghệ sĩ Hồng Vân chửi khán giả là mấy cái đồ tôi đẻ các bạn, hiểu không? Thì bây mặc dù nghệ sĩ Hồng Vân đã xin lỗi rồi, nhưng mà cái clip đó nó vẫn được lan truyền trên mạng các bạn. Rồi nói chung là có rất là nhiều video clip về nghệ sĩ bây giờ nó làm cho người ta ngán ngẩm. Okay, cho nên nghệ sĩ quyết định là sẽ giống như là kiện mấy cái trang báo lá cải này, tại sao đưa mấy cái tin này lên. Ok, nhưng mà nó thật sự thì bây giờ nó lan tràn trên mạng quá trời luôn, làm sao biết được ở đâu mà ra cái mấy cái video clip này các bạn, hiểu không? Đó, nhưng mà nói gì nói chứ cũng cảm ơn bà Nguyễn Phương Hằng các bạn nhé. Thì mặc dù có rất là nhiều người ghét bà Nguyễn Phương Hằng các bạn, nhưng mà cũng có rất là nhiều người họ cảm ơn bà Nguyễn Phương Hằng. Tại sao vậy? Với lại cái diện mổ tim đặng cho dân nghèo nó không có còn khổ nữa, cứ mổ tim vậy là mấy trăm triệu không có tiền. Tại vì các bạn biết không, bà Nguyễn Phương Hằng bà có một cái gọi là quỹ mổ tim cho trẻ em. Thì những cái gia đình nào mà họ có những đứa con mà bị bệnh tim mà cần mổ đó, các bạn biết mổ tim là tốn tiền nhiều lắm mà nha, đâu phải là rẻ đâu. Thì những cái người này họ nghèo quá, họ không có tiền, thì nhờ cái bà Nguyễn Vân Hằng này, bà giống như là bỏ tiền ra, thì những cái gia đình này họ, cái đó là cái hy vọng cuối cùng của họ, họ không có tiền các bạn, nhờ bà Nguyễn Vân Hằng. Ok, cho nên khi mà những cái người nghệ sĩ này đòi tẩy chay bà Nguyễn Vân Hằng, thì có rất là nhiều người nghèo á, họ nói là cô Hằng ơi, cô đừng có bỏ cái quỹ đó nha, con tôi nó đang chờ cái số tiền nữa đó. Thì các bạn thấy không, có rất là nhiều người tội nghiệp các bạn nhé. Cho nên cái bộ phim này nó hơi bị dài tập rồi đó các bạn ơi, để mình đi nghe ngóng tiếp thôi, coi bộ cái chùm cuối là ai đã. Thì các bạn hãy cùng theo dõi kênh của mình tiếp theo nhé. Bây giờ để mình đi nghe ngóng tình hình về bà Nguyễn Phương Hằng livestream nữa đi các bạn. Tạm biệt các bạn.